Em nhìn đi, em có thấy hình ảnh của em hả phản chiếu từ đôi giày này không? Bóng không? Được rồi, đánh đôi khác. Trung ơi. Dạ. Em nghe răng ra đi. Giày anh đánh xong rồi, bây giờ anh đánh răng cho em nhé. Thôi. Sao? Anh đừng trêu em nữa. Tóm lại anh có chuyện gì muốn nhờ, anh nói đi. Rồi, chắc chắn là anh muốn nhờ thì anh mới đánh giày cho cả dòng họ cho em thế này như lại. Chú biết không? Cái Thương mà yêu anh ấy, à không, cái người mà anh yêu ấy, hả? Nó tín lắm. Thành thử bây giờ nhà như này, anh muốn chú nhá, chú vào một cái vai, hả? Bị áp vong, tức là bị một cái ông XYZ nào áp vào người. Sau đấy là chú phán cho anh, chú phán như thánh luôn, chú phán rằng là cái số của cái Thương ấy là phải gặp anh, cái Thương phải là vợ anh. Chưa được. Hay. Đã đánh giày cho cả dòng họ rồi. Sao người đấy? Mỏi mệt lắm. Ôi trời, thôi. Cần người đấm bóp. Tôi nằm xuống để anh massage cho nào. Nào. Dừng. Hả? Đến giờ hoàng đạo rồi, giờ đẹp rồi. Bây giờ anh không đi nhanh được đâu. Mấy hôm trước anh trèo cây ấy, rồi bị ngã. Bây giờ nó đau khớp, nó đớp sang tim em ạ. Thành thử là không nhanh được. Điêu. Hả? Thôi, đi nhanh lên. Trời ơi, em vừa cầm vào tay anh mà anh có cảm giác như là 1 triệu kW điện nó chạy qua người ấy. Thương này, em mà cầm tay anh thế này thì cả đời anh làm kiếp trâu cày anh vẫn chấp nhận Thương ạ. Mà Thương ơi, làm sao mà em cứ mê tín dị đoan như thế? Làm gì có cái chuyện vong nó áp rồi bây giờ mình phải tin theo nó là như nào? Có thật mà, mạng nói đầy ra đấy. Với cả hôm trước có bạn em đùa anh Trung X thì phán cho đúng lắm. Trung X à, được rồi, quả này thì em có mà chạy đằng trời Thương hả? Chạy á? Hả? Thì mình chạy cho nhanh đi nhá. Má rừng, má xó, má đồi, má chim, má chuột, má đồng, má cô cho mẹ đây, thầy bói chạy xô. Em nào vừa béo vừa lùn, xem ngay quả bói, nó đun thịt lên. Em nào có kẻ nằm bên, sáng ra tỉnh dậy, sướng rê nó hư hư, sướng rô lờ đớ lờ đớ. Các người có biết ta là ai không? Dạ, chúng con biết ạ. Ngài là ngự ở cái cây này ạ. Biết rồi thì tốt. Thế muốn gì để ta sang tay cho? Dạ, hôm trước thầy phán cho con đúng quá. Con cứ mất ngủ triền miên ạ. Là vì con giấu vàng ở nhà. Con sợ trộm cho nên con không ngủ được. Từ hôm thầy phán con là gửi vàng vào chùa. Thế là con làm y như thế thì con ngủ ngon lành thầy ạ. Dạ, hôm nay con đến xin ngài cho tí lộc ạ. Rồi thế đặt trước có lộc không đây? Dạ có ạ. Ôi trời ơi, có lộc mà chả thấy tán lộc gì cả. Trời dạ, dạ 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 bẩm thầy ạ. Lộc thì mới đến xin tiếp. Dạ 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 dạ. Con ra gửi thầy ạ. Dạ vâng ạ. Thế thì hôm nay muốn đến xin cái gì? Dạ hôm nay con xin thầy cho con được ăn 5 điểm lô ạ. Hà Đông nô nức tiếng đồn có cô bán trứng vịt lộn rất to. Ôi dồi ôi, đó, hôm nay thầy phán nhá, trứng vịt lộn là 02, thế mà nếu nó lộn lại là 20, ôi dồi ôi, hôm nay u sẽ bạch thủ con 20. Thôi, vào xem đi, không có thầy thăng đến nơi rồi đấy, nhá, vào. Dạ con lại nhà. Về nhá. Ngài ơi, ngài xem cho con tương lai con thế nào ạ? Trời ơi, xem về tương lai thì... sông rộng đường dài cũng nói nhiều thế, phải xem về một cái cụ thể thôi để thầy làm phép cho. Thầm ơi gì Phật, Barcelona gì ăn Madrid. Ai ai bóng đá đây. Thế là xem về tình duyên nhá, một vấn đề cụ thể nhá. À. Được tình duyên của con là tốt, nhiều may mắn, thịnh vượng, rất là hạnh phúc. Nhưng sao đến giờ này con vẫn chưa gặp được người đấy ạ? Người đấy như thế nào đấy ạ? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
thấy ý ạ? Nhầm. Xa tận chân trời, gần ngay bên phải. Bên trái. Anh này ý ạ? Anh bắt mai sau dấu ý ạ? Rồi, thầy xem cho cái sơ yếu lý lịch là ra ngay ấy mà. Ôi, bé thế. Yên tâm, thầy sẽ làm khoảng cách sẽ không xa. Khi mình đã xem nhau là tất cả mình sát gần với nhau. Ra luôn. Ôi giời, gió nét. Nguyễn Phan Bắc, sinh năm 1987. Quê ở Phúc Duật, miền Trung. Gia đình cần có lông. Bẩn cố nông. Tức là 1987 là làm mèo đúng không? Dạ. Thế cô tuổi gì nhỉ? 1993. 93 là gà thôi. Ôi dồi, mèo mả gà đồng. Quá hợp. Mà đó, anh này ấy, lúc bé là vất vả lắm. Nhưng mà lớn lên mai sau lại làm cho một công ty nước ngoài. Cho nên là được đi đây đi đó, số sướng lắm. Ôi dồi ơi, thầy ơi, thầy phán quá chuẩn luôn. Đấy. Hiện tại cái công việc của anh ấy, em biết rồi đúng không? Tức là anh đang làm xe ôm công nghệ, đúng chưa? Mà anh làm ở công ty nước ngoài, hả? Thành thử là ngày nào anh cũng chở người nào là đi đây đi đó. Hiểu không? Kiểu gì trả dấu, không sớm thì muộn em ạ. Đúng thầy. Đúng. Hả? Anh ơi, hả? Em thấy ngài càng nói còn giống cái bản sơ yếu lý lịch anh nhờ em viết đi. Đâu sơ yếu lý lịch nào đâu. Cái này không phải là thầy phán mà là thánh phán đấy. Văn phán đấy, không buồn được đâu. Nhá. Sao thế em? Vậy ý trời đã định, mình không thể chối bỏ mối nhân duyên này được anh ạ. Em phận làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà giống như sông cạn biển rộng. Này, cái này làm gì có trong kịch bản đâu, sao lại hát? Chính thánh cũng không biết là có chức có đâu, thánh cũng không biết. Thế thằng nào vừa ném đá hội nghị đấy? Thằng này. Bố bác ạ. Ngài phán chuẩn lắm. Thế nhân tiện đây cũng xin hỏi ngài, ngài phán cho, nếu mà theo luật pháp ý, thì cái việc tuyên truyền mê tín dị đoan có phải chịu trách nhiệm hình sự không nhỉ? Bác ơi, cháu xin nói ạ, cái trò này không phải cháu nghĩ ra đâu ạ. Anh Bắc bảo cháu giúp đấy ạ. Anh này nhá, thầy làm cho đấy rồi tôi. Không phải đâu, thực sự là con muốn tán em Thương. Mà thì vì như thế thì con mới nghĩ ra cái trò này. Mà thưa bố bác là con làm như này cũng có ảnh hưởng gì đến ai đâu. Không ảnh hưởng đến ai à? Con làm sao? Làm thế không sao à? Vâng. Tôi nói cho hai cậu biết. Dạ. Các cậu có biết là các cậu đang làm như vậy ấy, chính là thực hành ủng hộ mê tín dị đoan không? Này thì tiên vong rồi.